lấy giống cái bầu, đây là cái bầu khô. Này lắc nè, khô lắc à. Nghe hột trong đây nè. Bây giờ trẻ ra thấy hột, mèo lúc nào cũng hưởng ứng hết trơn. Đầu trẻ cái bầu này ra lấy hột giống. Còn nữa không? Hốt ra. Còn nè. Không. Còn đây nè. Ủa. Nè bên hông nè. Bắt cần hột này nó bám vào hành nè. Hốt ra. Đó là hột bầu đó. Hột bầu đây các bạn ơi. Hốt ra bỏ ra ngoài đó, đâu ra chút xíu đâu, hốt bầu bỏ ra đâu, hốt vô nè. Ít nghe nào đó à. Ôi, cái bầu quá trời trái, quá trời hột nè. Hốt ra không? Ở đâu? Ừ, hộp bầu nè. Hộp vô. Còn không? Không có chơi nè. Rồi, bỏ ra. Đổ ra. Đổ. Còn không? Xuống. Còn không? Hết rồi hả? Hết sạch rồi hả? Hết rồi thôi. Giờ mình lựa nè, lấy cái bịch đựng vô. Bịch cái kia kìa. Còn không? Còn con? Ừ, còn. Hết rồi đó. Đứa trái gì ba coi coi còn không, hết sạch rồi ha. Còn như đây bỏ đi, xấu quá mà. Xấu quá thì chúng ta bỏ nó đi. Bỏ luôn đi, như đây quá trời là trồng phải không? À nè các bạn thấy không? Thấy. Các bạn thấy rồi hả? Các bạn thấy hột bầu chưa? Thấy hột bầu đẹp không? Đẹp. Hột bầu nhiều không? Nhiều mà không bự nữa ha. Các bạn thấy chưa? Thấy hột bầu chưa các bạn? Nè các bạn thấy không? Nè bầu, hột bầu nè. Đó, tay nhỏ bỏ qua tay lớn nè. Đây là hột bầu. Thu hoạch trái bầu, lấy hột bầu giống ha. Các bạn thấy chưa? Nè, các bạn thấy. Thấy bàn tay nhỏ thu hoạch hột bầu chưa? Bỏ lên. Trời, con trái mà quá trời luôn nè, thấy không? Đó, bỏ lên. Đây là phương pháp thu hoạch hạt bầu giống tại vườn. Rồi, các bạn thấy chưa? Rồi, các bạn muốn xin hạt bầu thì các bạn lại đây xin nha. Về trồng nha không? Cái bầu khổng lồ nha. Đó. Các bạn thấy chưa? Bây giờ đi lấy bọc bằng lưu trữ, gói vô cái miếng giấy báo, xong rồi mới bỏ vô bọc.
là nó lưu trữ dần bíp. Ok rồi, bây giờ đi lấy cái bọc bỏ vô nha. Kìa cái bọc kìa con, con gái kìa, bọc kìa con. Đó, hai con gà nè, con thấy không nè, đéo nè nè chút cái bọc nè, nó cái bọc kìa em Ba Xuân, lượm cái bọc, bỏ hộp giống bầu vô cái bọc nè anh Xuân. Nè gì ba thấy cái bọc ở đó, thấy chưa con, thấy chưa? Giỏi quá trời. Giỏi, bọc của ai đây? Cô Úng hả? Úng lấy luôn, không bỏ hết vô luôn. Úng cũng lấy luôn nữa. Lượm hết chưa? Anh Ba Xuân phải không? Bắt con gà con nữa. Bắt gà con đi tắm nước nữa rồi đó. Anh Ba Xuân này bắt con gà đi tắm nước, gà con nữa rồi đó. Hết chưa? Coi nè, có một bàn chân, có hai chiếc dép đó, con nhà nghèo đúng không đó, trời ơi, bàn chân có hai chiếc dép, chiếc dép con gấu, rồi chiếc dép cái bông thành một đôi dép, những thương thôi, con nhà nghèo mà không đâu. Rồi ngồi thu hoạch hạt bầu, bán hạt bầu nha, không ai mua hạt bầu giống không? Giơ tay hả con? Nè con hỏi có ai mua hộp bầu giống của con không? Anh mua. Ok, bye bye các bạn đi. Bye bye các bạn.